chú nhé. Cảm ơn mẹ chú. Cảm ơn mẹ chú. Tặng cho con đi học một chiếc xe đạp. Tặng cho con. Mua cho xe đạp con đi học. Là mua gáo, một con áo cho con mũ non dễ dép. Như vậy là bốn anh thanh niên người đồng bào dân tộc Gia Rai chính thức trở về với ngôi làng, với gia đình và với những người thân yêu sau 4 tháng lênh đênh trên biển. 4 tháng phải lao động khổ sai, cuộc sống chẳng khác nào làm nô lệ, không một đồng ngày trở về. Nhưng ngày hôm nay vui nhất là các anh vẫn còn mạng sống để quay trở về. Thì biết nói sao với bà ngoại, bảo là đi là bị lừa như thế rồi, chỉ cần là về được tới nhà là mừng lắm rồi. Về được tới nhà thì lo cho con ở nhà, làm gần nhà. Biết làm sao một lần mình đã lỡ bị lừa như thế này rồi, mình biết rút kinh nghiệm lại. Quần áo nó về có tiền để mua cho xe đạp nó đi học rồi nọ kia. Ngày các anh đi á thì vợ con chỉ mong cuộc sống đỡ vất vả hơn, có một ít thịt trong bữa cơm nghèo vốn vĩ khó khăn nơi vùng đất đỏ này là vui lắm rồi. Đi làm thì có tiền đem về vợ, mua gạo mua thịt cho con, mua quần áo giày dép mua non cho con đi học, cho con là đi chết chết em chết rồi. Anh ơi, có khi rảnh nhịn chứ sợ chồng mình có chồng không về lắm, có ai nuôi con của mình đâu. Ai cũng nói là chết rồi, tù rồi, ban ma túy này nọ, người ta đồn như vậy. Trời ơi. Hôm nay sau ngày các anh trở về, các anh em mình có dịp tìm đến bản thôn Ia Plăng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để mang đến những phần quà thật giá trị cho các anh và cả gia đình. Mỗi gia đình với phần quà gồm 8 triệu đồng. Bùi Hồ và em Phong xin chân thành cảm ơn cô Huệ ở Bỉ đã ủng hộ 2.700.000 đồng. Gia đình của anh chị Bình ở Canada và hai mạnh thường quân của em Phong gồm anh Annie Trần 800 USD và cô Mai 5 triệu đồng. Xin chúc mừng các anh cùng gia đình và hẹn gặp lại các anh cùng gia đình trong những ngày đoàn viên vui vẻ hơn. Tặng cho con đi học một chiếc xe đạp. Tặng cho con. Và bây giờ thì anh Then sẽ mua chiếc xe đạp cho con gái của mình. Dạ, anh ấy cái chiếc nào mà phù hợp với con của anh thì anh cứ mua. Đây chia sẻ với mọi người là vừa rồi á là mấy anh em tụi mình có gom góp cho 4 anh em đi biển và mỗi anh được 8 triệu. Thì anh này thì đi biển mấy tháng trời á mà bị ra bóc lột, đánh đập rồi về không có đồng bạc nào hết á. Bơ vơ ở dưới Kiên Giang con phát hiện con đưa về. Bây giờ về cho ít tiền mà mua xe cho con nó mừng. Lựa đi. Đi gái. Con gái thì lấy xin gái mà xin trai lấy xin trai. Nó nhiêu tuổi? Cỡ bao nhiêu, cao cỡ bao nhiêu? Đây lúc nhỏ lên nè. Bé nhỏ đó hả? Nó học lớp mấy à? Học lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2 à? Lớp 2. Đấy là cao thấp hạ yên được. Chừng nó lớn là quay yên lên. Đúng rồi. Cái chiếc đó là bao nhiêu tiền? Vô anh thích cái chiếc đó đó. Anh này, cái chiếc ngoài đây là nó lớn hơn cái chiếc trong nha. Cái chiếc ngoài là chiếc 508 mà chiếc trong là chiếc 500. Là ưng lấy cái chiếc trong hay chiếc ngoài. Nếu lớp 2 thì lấy cái trong đi. Con của anh cũng nhỏ lấy chiếc ở trong đi. Đúng rồi. Cái đấy là 1.3 triệu. Còn cái đây là 1.5 triệu nè. Chiếc này 1.5 triệu, chiếc này 1.3 triệu. Đây chiếc 1.5 triệu ha. Sợ lớn nhanh ghê. Ý nó trừ hao. Hao. Bỏ vỏ rồi vô nữa. Bỏ vô một cái vỏ này sao ta? Bây giờ chú lắp. Lại có giao tận nhà luôn không? Vậy là chú lắp xong anh chị lấy xin lấy. Nhà ở đâu? Em ơi là tụi con nè. Ra kêu có thằng xe ôm vô đây chở. Cái này nó chở đi. Có thằng xe ôm ngay. Để ấy là chú không ra kêu thằng xe ôm cho. Một cây ấy. Mừng dữ không anh? Hả? Cảm ơn anh, mừng có một chiếc đạp con. Các anh cười tập luyện. Có xe đạp cho con đi học rồi. Xe đạp con rất là thương mình. Cảm ơn hỗ trợ cho em. Muốn khóc luôn hay gì? Muốn khóc nữa rồi. Anh Then là anh yếu đuối nhất trong bốn người luôn á. Anh giật. Sao khóc? Em mừng quá, ủng hộ cho em. Chỉ là con đi học rồi.
chú lúc đi làm về rồi mình cho một bà bún ăn một chợ cho em. Đi biển không được xe đạp tưởng đâu là sẽ không bao giờ mua được nữa đúng không? Hôm nay được cô bác anh chị chung tay nhau để mua được chiếc xe đạp cũng mừng. Nếu như mà cái chiếc xe đạp này mà anh với vợ với anh mà cùng làm thì bao lâu mới mua được? Cái lúc em biết là về em mua được được không có tiền mua là em mừng mà không được cho em chiếc xe đạp cho bé. Cái lời hứa của mình với con là trước khi mình đi biển mình hứa như thế nào? Em hứa là con đã là bố đi làm đi về là có tiền mua cho xe đạp. Dạ. Để bố đi được quốc rồi con khi đi làm không có đống nào mua cho xe đạp con này một người và để mừng và ủng hộ cho một chiếc xe đạp mình có tiền cảm ơn. Chắc có lẽ là con về cũng chắc cũng mừng dữ lắm ha, nó phe cả làng luôn á. Chạy đi khoe cả làng hôm nay là có được chiếc xe đạp rồi. Ngày về mà gặp anh mà không có xe đạp thì con nó có buồn dữ không? Có xe đạp đi học. Có thể người ta cũng có xe đạp hết. Đi học. Ủa, sáng cái bi đông ra luôn anh. Lắp được cái sọt ngoài trước để đựng cái cặp. Cái này chị, cái này nè. Thấy có cái kim bấm à. Đúng rồi, dây đó nó cứng lắm. Được dây đó là chứng tỏ là đi biển kéo lưới là khỏe đây. Nhờ nhỏ tóc bạc nhiều. Với lại lần đầu tiên mà nghe anh nói mắc cười kìa. Đi biển mà kêu nhỏ tóc bạc với nặng mụn. Lúc kêu anh có phản ứng lại không? Không hả? Mình cự lại là được. Hồi xưa mà sinh viên á, hồi học sinh á, nên hồi đó một cái phong trào là xe mạch tin. Cái đứa nào đi mạch tin là đứa đại gia ghê lắm. Cái hồi đó là em mà đi chiếc găng nè, ồ đi học có nó chọc lớp 8 à, học đi xe con gái này nọ mình mắc cỡ, mình không chịu đi, ngu ghê á. Cái chiếc xe này là xe sườn cong. Hồi đó là phải đúng xe rồi. Xịn là phải có cái đường nằm ngang vậy nè. Đúng rồi. Cái mình đi xe này kiểu cong cong này, cái người ta nói xe Trung Quốc, xe con gái mà không đi gì, để mà cỡ không đi. Đó, chị Zalo mình ra chuyện của em nha. Bây giờ là của anh rồi đó. Bây giờ của con anh và anh sở hữu. Đi đây. Thử coi. Đã, chạy được coi. Có chứ, lụ vô cái xe người ta có đầy nó mắc 15 triệu. Rồi, chạy đứng vòng coi ok không anh? Chạy đi. Dặn cái bia, cái cổ. Rồi có khuyến mãi cái lục giác này về để dặn tí không? Không có. Có nữa trời. Con xe không theo kèm theo phụ tung. Đồ nghề là không có. Rồi. Lục giác về để dặn chứ. Vậy là anh ngồi ngoài sau anh ôm luôn. Hai, một người à? Đi theo xe em nha. Rồi, ok. Đi theo xe em nha. Vô cái anh vô luôn, đừng cho anh nhỏ nó biết. Cho ai à? Xe biển cho ai à? Cho con à. Đợi em đi, đừng có vô nhà nha, đứng đầu hẻm á nha. Rồi, em cứ đi theo chuyện theo nha. Rồi quay đầu lại đi chứ. Bây giờ thì anh mang cái xe đạp này cho con ha. Vui không? Vui chứ. Đâu bé đâu. Kìa. À, trong cười mỉm mỉm rồi kìa. Ngọc ơi, Ngọc, tên nè,
Tên tên quay lên đây tên. Vô nhà luôn. Kê cười cả. Cảm ơn mẹ chú. Tặng cho con đi học một chiếc xe đạp. Tặng cho con một chiếc xe đạp đi học. Bé này hồi nãy khóc nè đúng không? Đây này, mua xe đạp này. Thôi con chạy thử đi. Đi. Mà té cái cắp chừng à. Không té đâu. Đi. Nó vẫn sợ. Vui không? Vui không? Đây nè. Cười kìa. Đó chạy thử vòng đi. Chạy. Cầm chiếc xe là biết chạy rồi. Lại chú hỏi nè, một xíu nè. Con hôm nay con thấy cái xe này cũng thích không? Thích màu gì? Màu hồng. Màu hồng ha. Hồi nãy tại sao con khóc? Nói chú nghe đi. Tại sao con khóc? Chia sẻ mọi người là khi nãy tụi mình cho tiền bé, cho tiền gia đình thì bé ngồi bé khóc với sợ là ba là đi biển. Mấy chú lại đưa tiền là bắt ba đi biển tiếp cho nên là bé khóc. Bây giờ con khóc nữa không? Không. Giờ cả xe con làm gì? Đi học. Đi học hả? Trường xa không? Trường xa không? Dạ. Đây cách trường là bao nhiêu cây số? Nửa cây số thôi. Rồi thôi tập chạy đi để mai mốt đi học cho quen với tất cả các bạn, mang khoe xe mới. Dạ. Cho em vô tham quan nhà mình với ha. Tối anh chị ngủ đâu? Anh chị ngủ bên đây hả? À còn các bé? Các bé ngủ chung khu kho nhà không? Dạ là ngủ chung luôn. Ngủ chung á. Ngủ chung ở trên kia luôn. Rồi mình nấu ăn ở đâu chị? Hả? Nấu bếp. Nấu ăn ở dưới bếp ở dưới kia. À qua anh Then đi với em đi, bên kia đi, cho em đi với. Ở đây có che mưa, có che nắng được, có che mưa được không? Mưa sao lại không che được. Cho mình làm sao mà có tiền về sửa nhà cửa, nên mà về không. Cái này là cái gùi để mình đi gậy trứng gà kìa. Con mua ngày qua. Dạ, nấu ăn ở đây anh ha. Dạ. Mình đâu có nấu bếp ga gì đâu. Không có. À chỉ là nấu củi thôi. Nấu bếp ga sơ hết ga không có tiền đổi nữa. Vui thôi. Vui không cần đi xa. Dạ. Mình cũng thường thường ăn với lại lá sắn anh. Sáng nay mình ăn cơm gì? Mình vừa ăn đi làm kinh đặng về em ăn có đồ có củ ấy kìa. Củ này có gì? Đồ này là đồ mình đi làm đấy anh Then. Dạ. Đây củ mài với củ gì? Anh kêu củ gì? Biết em không. Cái củ đó thì về nấu canh ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà củ rừng đúng không? Củ này nấu canh ăn cầm. Bác cầm lên giùm em anh thôi. Bắt ra kìa. Đây gọi củ mài nha, củ gì ta? Như củ khoai tía. À đây khoai tía. Nhưng mà đây củ rừng như củ trồng. Trồng. Trồng hả? Lại trong rừng là đem về đâu nên trồng lại. Nhưng mà để làm gì ăn? No. Cái dây tím tím rồi kia gì? Cái dây cành cành á. Nhưng mà không biết tên, nhà hồi trước không biết cái cụ này. Nó giống như ở miền nó giống như là có khoai tía, cái khoai mỡ. Khoai mỡ ở miền Tây đúng không? Nhưng mà cái củ khoai mỡ thì khác, nó là mình trồng, còn cái cây này cũng đem từ rừng trồng nhưng mà vốn cây này kia rừng. À nó mọc gừng đúng không? Mọc dài. Tím tím vậy nè. Lên đâu đem về trống. Nó cũng trồng y như khoai mỡ không khác vậy á. Nhưng mà để dành dự trữ ăn lâu được. Đúng không? Chuyên nghề hả? Còn bên kia? Nghề gần luôn hả anh? Đó, nhà thôi. Đó, đây là nhà nào cũng dùng khoai mỡ. Đây là anh rể.
Nên mất rồi, phải mất đấy. Nhà của anh rể hả? Anh rể, nó chết rồi. Rồi bỏ hoang vậy luôn. Bỏ hoang vậy luôn. Dạ. Anh rể lớn tuổi chưa? Lớn rồi. Mất rồi chung ở đâu? Dạ. Mất rồi chung ở đâu? Mộ là xa. Vậy là chỉ được cái không gian bếp này thôi. Với lại cái nhà ở trên ngủ thôi. Còn tắm ở đâu? Tắm ở đâu? À dưới giếng bên đây hả? À dưới giếng xài chung nguyên nhiều hộ lắm đúng không? Ba nhiêu? Ba nhà. À còn ở đây? Ở đây là cái không gian. Đây dặn như nhà dưới vậy hả? Ở đây là của mình ở đây luôn hả? Dạ, con. À. Lúc con đi lính, cho đi lính mình làm lại một cái nhà này mình. À, cho con đi lính có tiền mình sửa lại cái nhà này. Là cũng là ba cái cây gỗ tạp đó. Rồi thôi. À, chúc mừng gia đình anh đã về đoàn tụ với lại gia đình. Ở nhà có cha rau ăn rau, có cháu ăn cháu ha. Dạ. Cảm ơn mấy anh chụp đời trời em. Dạ. Chúc mẹ anh mạnh khỏe. Ừ. Chúc mẹ anh giữ được khỏe mạnh để ủng hộ cho em. Dạ. Rồi. À, em mừng quá mua cho chị đáp con của em đi học, mừng quá. Cảm ơn anh hỗ trợ cho em. Dạ. Cảm ơn. Dạ.